Xin chào tất cả các bạn, trong bài học hôm nay sẽ tìm hiểu về React Router, tìm hiểu về cơ chế Authentication với React. Mục tiêu của bài học sẽ tìm hiểu về React Router, tìm hiểu về Authentication với React. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1 của bài học React Router. React Router là bộ thư viện cho phép là chúng ta có thể tạo ra các route, tức là các cái phần định tuyến để giúp là điều hướng ở trong dự án, thì sẽ cung cấp cho chúng ta các thành phần thư viện React Router. Thì đây là cái thư viện điều hướng cơ bản và chúng ta không cần cài đặt thêm gói này. React Router Dome là cung cấp cho cái điều hướng dựa cho ứng dụng dựa trên Dome. React Router Native là cung cấp các điều hướng cho ứng dụng React Native. React Router Redux là ràng buộc giữa Redux và React Router. Và ở đây thì chúng ta không cần phải cài thư viện này. Và để có thể làm việc được với React Router thì chúng ta sử dụng lệnh npm install React Router Dome để cài đặt thư viện React Router Dome. Sau khi cài đặt thư viện, sử dụng browser router vào trong phần khai báo cho file index.cs, và trong này sẽ sử dụng thẻ router và xác định pyname, tức là xác định cái tên cơ sở và đưa vào các cái liên kết ở trong này. Sử dụng route với cú pháp từ khóa exact có hay không có. Nếu chúng ta đưa vào thì sẽ tìm kiếm chính xác cái đường dẫn và xác định component, tức là tên của thành phần React. Khi sử dụng exact ở trong route, nếu là bằng false thì sẽ tìm kiếm tương đối, và nếu bằng true thì sẽ tìm kiếm là chính xác. Và ví dụ là trên thanh địa chỉ gõ vào myapp với cổng là 8000 thì sẽ thực hiện là tìm kiếm các cái thông tin, thì trong này chúng ta sẽ thấy là dấu xuyệt ở đây, thì sẽ tìm kiếm, nếu là chính xác thì sẽ tìm kiếm đúng đường dẫn được khai báo ở trong route. Và nếu là false thì sẽ trả về 3 route được khai báo, có khai báo forward slash như thế này, thì chúng ta sẽ thấy là đó là sẽ tìm kiếm và sẽ xác định các cái thông tin. Thì lúc này chúng ta cần phải xác định chính xác, còn nếu mà không xác định chính xác thì hệ thống sẽ trả về route đầu tiên được so khớp. Khi sử dụng thuộc tính exact với giá trị true thì chúng ta sẽ xác, ví dụ là truy cập page và truyền vào ID đó là 5 thì sẽ thực hiện tìm kiếm các khai báo path, ở đây là sẽ không có page và 5, ở đây sẽ tìm kiếm và không so khớp, tức là page và 5, và tìm kiếm phần này thì so khớp với phần truy cập. Và lúc này thì sẽ tìm kiếm chính xác là phần đường dẫn truy cập với các cái thông tin được khai báo ở trong route. Tiếp theo chúng ta có thể sử dụng thành phần link và xác định thuộc tính to để thực hiện điều hướng. Phần này tương tự như thẻ anchor để cho phép là kích vào thẻ hiển thị thông tin của một cái trang nào đó, thì khai báo cho phép là truy xuất navigation ở trong ứng dụng. Sử dụng thuộc tính to để xác định một cái chuỗi liên kết được tạo ra bằng cách nối tên của đường dẫn và tìm kiếm cũng như là hash properties, tức là các cái thuộc tính hash. Xác ví dụ sử dụng
thành phần link xác định đường dẫn liên kết tới, đó là About. Và khi người dùng kích vào About thì sẽ hiển thị thành phần được khai báo với đường dẫn Path, đường dẫn About, và Link To với đường dẫn Courses, và truyền dữ liệu vào với tham số Soft Equal Name. Xem xét các loại router. Router thì chúng ta sẽ xem xét là sau phần khai báo cổng hoặc là khai báo tên miền thì chúng ta sẽ xác định đó là cái đường dẫn truy cập. Tiếp theo hash router, tức là sau phần dấu chấm than thì sẽ là đường dẫn truy cập. Memory router thì không dùng URL để theo dõi điều hướng. Trong phần demo sẽ demo cách cài đặt React Router và khai báo cho các thành phần của dự án. Chạy chương trình Visual Studio Code và mở lại dự án Slide File Redux. Trong dự án, kích vào New Terminal và gõ lệnh npm start để bắt đầu thực hiện dự án. Trong dự án, Slide File Redux đã hiển thị danh sách các user, và tiếp theo là form để cho phép nhập thông tin của bài hát và hiển thị danh sách các bài hát. Tuy nhiên vấn đề, nếu số lượng các chức năng mà tăng lên thì chúng ta không thể đặt tất cả các chức năng vào trong cùng một trang và xử lý cùng một lúc như thế này, và phải có cơ chế là phân chia ra thành là nhiều trang, và mỗi trang sẽ thể hiện một chức năng nào đó. Và ở đây thì chúng ta có thể phân ra thành là 3 trang, và trang hiển thị danh sách user, trang nhập thông tin của bài hát, và trang là hiển thị danh sách các bài hát. Để có thể giải quyết được bài toán thì chúng ta cần có khái niệm router, là cho phép thực hiện phân và điều hướng các cái trang khi hiển thị trong ứng dụng React. Trước hết sẽ thoát ứng dụng, nhấn Ctrl C và gõ Y để thoát. Sau đó gõ lại npm install React Router DOM để cài đặt thư viện hỗ trợ làm việc với router ở trong ứng dụng React. Thư viện đã được cài đặt thành công, và bước tiếp theo sẽ tạo ra các thư mục để tổ chức. Kích vào src, chọn new và đặt tên đó là pages. Thì các trang thì đây là các thành phần của React và sẽ bao gồm nhiều thành phần trong thể hiện nội dung của một trang. Và kích vào đặt tên đó là songs và kích vào pages đặt tên là users, và trong user thì sẽ kích vào new và đặt tên user list.bay.cs và nhấn enter. Ở trong song thì sẽ new file và đặt tên song list.bay.cs và nhấn enter. Kích vào chọn new và đặt tên song create.bay.cs, nhấn enter. Ở đây thì để cho đồng bộ tên gọi thì có thể là thay, đây là sẽ rename và đổi tên thành là add
songs@bay.cs. Tiếp tục, kích vào Components, chọn New Folder và đặt tên Header, nhấn Enter và New File, đặt tên header.component.js và nhấn Enter. Nội dung của dự án đã được điều chỉnh thêm vào thành phần header, thêm vào thư mục basis. Ở trong basis sẽ chứa các trang songs@bay.cs, songlist.bay.cs, userlist.bay.cs. Mở file header.component.js và nhập nội dung vào cho thành phần này. Gõ RCE và nhấn Enter. Trong phần thể hiện, ở đây chúng ta bỏ phần component và bỏ component, đặt tên thành phần đó là header. Ở trong phần render thì sẽ đưa vào mô tả, ID thì sẽ xác định đó là menu, và class name UI sidebar vertical menu. Trong nội dung thì sẽ đưa vào các cái thành phần. Ở đây thì sử dụng link là thành phần được định nghĩa ở trong React Router DOM, cho phép là liên kết tới một định nghĩa router. Ở đây là xác định to và sẽ xác định user list. Ở đây chúng ta có thể là để home và mô tả class name là item, có thể đưa vào phần để thể hiện icon. Thì trong này sẽ class name sẽ có đó là icon home. Và tương tự như vậy, chúng ta có thể tạo ra một số các menu item. Menu item để liên kết tới song add, và menu item song list. Trong phần link thì tạm thời là để các cái đường dẫn ngầm định như thế này, và chúng ta sẽ chỉnh sửa sau. Và như vậy thì sẽ tạo ra phần sidebar, tức là cái thanh ở trên cùng của trang web, thì bao gồm các hệ thống menu home, rồi thứ hai là song add, và thứ ba thì sẽ là song list. Mở nội dung app.cs và trong file app.cs sẽ thực hiện chỉnh sửa. Đầu tiên sẽ thay phần này là browser router, nằm trong định nghĩa của thư viện React Router DOM. Và phần các cái phần ở bên trong thì chúng ta có thể bỏ đi. Sau đó sẽ đưa vào header và có thể import header. Các cái thành phần song add, song list, user list không được sử dụng ở trong app component, cho nên chúng ta có thể bỏ đi. Và sử dụng thành phần switch được mô tả ở trong React Router DOM và sẽ định nghĩa các route. Ở đây thì chúng ta sẽ import vào. Trước hết là xác định đường dẫn gốc, và với đường dẫn gốc để có thể tìm chính xác thì thêm vào thuộc tính exact, tức là tìm chính xác, và xác định thành phần sẽ hiển thị
Ở đây thì sử dụng đó là home, và chúng ta kiểm tra lại tên của trang được tạo ra ở trong phần page. Thì trong phần này là chúng ta tạo ra 3 trang, tuy nhiên có thể thêm một trang, đó là home page, và nhấn enter. Sau đó kích vào new, và ở đây thì sẽ xác định home page basic.cs để tạo ra trang chủ, và có thể sử dụng home page vào trong định nghĩa của file app.cs. Thì trong này sẽ khai báo đó là home page, và chúng ta sẽ đưa nội dung vào cho phần khai báo home page. Tiếp theo có thể tạo ra các cái định nghĩa cho các thành phần trang, và trong này sẽ mô tả user list, tiếp theo sẽ mô tả song add, và đây là song list. Thay đổi tên của thành phần, đây là song add, song list và user list. Chúng ta không cần tìm chính xác vì thành phần này là có cái đường dẫn khác biệt so với các cái đường dẫn của các cái thành phần khác, cho nên là chúng ta bỏ cái từ khóa exec. Và trong cái phần thay đổi của app application đã thêm vào browser router, thì browser router tiếp đến là header. Đây là cái hệ thống menu để cho phép chúng ta chuyển đổi giữa các thành phần, và thẻ switch. Trong switch sẽ định nghĩa các route, và khi kích vào các link ở trong header thì có thể chuyển tới các path, tức là các cái đường dẫn được định nghĩa trong route tương ứng. Và ở đây thì chúng ta sẽ định nghĩa route cho user list, route cho song add và route cho song list. Mở nội dung của file songlist.bay.cs và thêm nội dung vào, gõ RCE và nhấn Enter để thêm nhanh nội dung của thành phần, và đưa vào songlist page. Ở trong songlist page thì sẽ sử dụng thành phần songlist. Trong này thì chúng ta có thể import nội dung. Ở đây là thực hiện import, và sử dụng components, sau đó sử dụng là song, và sử dụng song list component. Đây là song list. Nội dung của một trang thì có thể sử dụng nhiều thành phần khác thay vì sử dụng một thành phần, và trong demo này thì chúng ta mới sử dụng thành phần song list và có thể bố trí nhiều thành phần khác tùy theo cái thiết kế của trang. Ở trong đây thì để có thể phân biệt giữa song list component với song list page thì chúng ta thêm vào cái hậu tố page để phân biệt. Bổ sung nội dung vào cho song add.bay.cs, gõ RCE và nhấn Enter. Sau đó chỉnh sửa song add page, và trong nội dung này thì đưa vào khai báo song add, nhấn Enter, và chúng ta kiểm tra song add. Thực hiện import, đây là components và song add component, đây là song add. Tương tự như song list thì sẽ sử dụng song add component vào trong song add page, và chúng ta sẽ phân biệt song add component với song add page thông qua hậu tố page. Mở nội dung của
userlist.bay.cs và thêm vào RCE, nhấn Enter. Sau đó userlist.bay, và trong này thì chúng ta sẽ sử dụng đó là userlist, nhấn Enter. Đây ta bỏ bớt cái phần và chúng ta thực hiện import vào. Và ở đây thì cũng đang chờ đợi user list và không import tự động được, cho nên là chúng ta phải thực hiện là import bằng tay. Add components và user list component. Ở đây thì sẽ là user list. Và tương tự như các trang khác thì chúng ta thêm vào user list component và sử dụng thành phần user list ở trong trang. Mở nội dung của file homepage.bay.cs, gõ RCE và nhấn Enter. Trong này thì bỏ để tên của thành phần đó là homepage. Trong nội dung thì sẽ hiển thị, đây có thể đưa vào và UI message và H2 welcome to dashboard. Nội dung của homepage cho phép là hiển thị thông báo. Và sau này thì các bạn có thể đưa các thông tin tổng hợp thống kê về số liệu của hệ thống vào trong trang dashboard, tức là trang chủ của trang quản trị. Trở lại nội dung của app component và thực hiện chỉnh sửa trong phần user list page thì thêm vào user list page user song add page và bổ sung song list page. Sau đó thực hiện là import các thành phần này vào thì chúng ta có thể import thủ công và đây là app. Sau đó truy cập tới thư mục basis và truy cập tới song list. Đây là song list page và tương tự như vậy thì có thể là song add page. Trong này thì thay là song add page và import basis user list page. Đây là user list page. Chúng ta có thể kiểm tra user list page và cái thành phần này thì chúng ta chỉnh lại. Ở đây thì chúng ta sử dụng đó là dấu mở ngoặc nhọn và chúng ta có thể chỉnh sửa cùng một lúc các cái thành phần này. Thì sử dụng kỹ thuật là nhấn phím on và nhấn chuột, sau đó mở ngoặc và tương tự như vậy, kích vào nhấn phím on và nhấn giữ chuột và nhấn chuột thì đóng ngoặc. Và đối với home page thì chúng ta cũng cần phải import vào, thì ở đây là sẽ sử dụng import tự động thì import homepage và các cái trang user list, song add page, song list page và header thì chúng ta đã thực hiện import vào. Nội dung của app component sẽ nhúng phần browser router và sẽ hiển thị component header để cho phép là hiển thị hệ thống menu cho phép điều hướng giữa các cái nội dung và định nghĩa các route. Chỉnh sửa nội dung của header component ở trong phần link to thì sẽ xác định đó là song add và cái này là song
list. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể tạo ra một hệ thống menu. Đây là user list. Và ở đây thì sẽ đổi lại thành là user list. Và icon thì có thể là sử dụng là user. Và các cái thành phần home thì truy cập trực tiếp tới phần path của homepage. Song add, song list, user list. Thì trong nội dung này thì sẽ hiển thị ra các hệ thống menu gồm 4 menu: home, song add, song list và user list. Tiếp tục chỉnh sửa nội dung của thành phần header. Trong thành phần header chúng ta có thể đổi lại, tức là sidebar thì bỏ phần sidebar này, giữ lại đó là UI menu, và thay đổi nội dung song add thì đưa vào là thành music, và song list thì sẽ đưa vào list on tonight. Lưu nội dung của tất cả các thành phần và thực hiện chương trình để kiểm tra cái kết quả ở trên trình duyệt. Kết quả thực hiện ở trên trình duyệt, khi người dùng chạy thì sẽ hiển thị ra trang chủ Welcome to Dashboard. Kích vào Song Add thì hiển thị ra form cho phép nhập thông tin của Song. Kích vào Song List thì sẽ hiển thị ra form để hiển thị danh sách các bài hát. Và kích vào User List thì sẽ hiển thị thông tin của tất cả các người dùng. Và chúng ta chú ý là địa chỉ của đường dẫn là sẽ thay đổi khi kích vào các cái thành phần, tuy nhiên không nạp lại nội dung của toàn bộ trang mà chỉ xử lý ở cái phần bên trong của ứng dụng. Và list user, kích vào home thì welcome to dashboard, kích vào song add và chúng ta có thể nhập vào là my song và duration là 20, nhấn vào nút save để lưu. Và kích vào song list thì my song đã được thêm vào, và kích vào user list thì đây là công dụng của router cho phép là đưa các cái điều hướng và định nghĩa hệ thống menu để chuyển hướng tới các route được mô tả. Phân tích sự thực hiện của ứng dụng. Thành phần header để cho phép là định nghĩa hệ thống menu với 4 menu chính, đó là home, song add, song list và user list. Với home thì sẽ tìm kiếm ở trong thuộc tính to với path được khai báo đó là seek, thì chúng ta sẽ thấy là path được khai báo seek và tìm kiếm chính xác là có xuất hiện duy nhất một dấu seek hay dấu seek. Và sẽ hiển thị thông tin của trang chủ, tức là hiển thị nội dung của trang homepage. Và tương tự như vậy thì trong phần là song add thì sẽ tìm kiếm khai báo row với path là song add. Ở đây là song add. Và sẽ hiển thị thành phần đó là song add page. Trong menu song list thì sẽ tìm kiếm khai báo song list ở trong khai báo path. Ở đây là thành phần là path khai báo là song list. Và tương tự là user list sẽ thực hiện tìm kiếm ở trong user list. Ở đây thì là user list và sẽ hiển thị nội dung của thành phần user list. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét phần 2 của bài học, khái niệm về authentication với React. Khi thực hiện authentication trong ứng dụng React thì chúng ta có thể sử dụng thư viện Google API thì cho phép là thiết lập các OAuth thực hiện authentication sử dụng các nền tảng và các tài khoản của Google.
thì trước hết là tạo ra một dự án mới tại console.developer.google.com và thiết lập màn hình xác thực OAuth, tạo ra một OAuth Client ID và cài đặt thư viện Google API để hỗ trợ cho phép là sử dụng các cái thư viện xác thực của Google với OAuth Client ID, và chúng ta cũng chắc chắn thư viện được gọi ở bất cứ lúc nào khi người dùng kích vào nút Login with Google hoặc là các cái tên tương ứng như thế này. Trong cửa sổ quản trị của Console Developer của Google, kích vào New Project để tạo ra một dự án mới. Sau khi tạo dự án thì thiết lập OAuth Credentials, thì ở đây thì sẽ xác định tên của ứng dụng và một số các cái thông tin khác theo yêu cầu. Tiếp tục tạo OAuth Client ID, kích vào trong Create Credential và lựa chọn OAuth Client ID. Lựa chọn loại ứng dụng Web Application và đặt tên. Ví dụ ở đây là Web Client 1. Xác định tên miền sẽ xác thực localhost với cổng 3000 và nhấn Create để tạo. Sau khi tạo ra OAuth Client thì có hai thông tin rất là quan trọng, Client ID mà chúng ta cần phải ghi nhớ và sử dụng cho các process của React, và Client Secret. Nhấn OK để kết thúc. Đây là giao diện thực hiện và sử dụng Google API Library để sử dụng các cái dịch vụ xác thực OAuth của Google và khởi tạo các thông tin, sau đó là sẽ trả về các thông tin cho chúng ta. Và đoạn mã ví dụ sử dụng dịch vụ Google OAuth để truy cập và sử dụng Client ID đã được tạo ra. Sau khi tạo ra thành phần Google OAuth thì chúng ta có thể sử dụng thành phần ở trong thành phần header. Và để biết thêm các thông tin về cách thức sử dụng và các mô tả về các thư viện thì chúng ta có thể truy cập tới đường dẫn trợ giúp của developer.google.com và sẽ hỗ trợ cho chúng ta chi tiết các cái cú pháp và các thành phần cần thiết của thư viện. Để có thể đăng nhập thì sẽ gọi thực hiện phương thức getAuthInstance để trả về thể hiện và sau đó gọi thực hiện signin để đăng nhập, và kiểm tra thì có thể xem xét là signin.get và kết quả thì chúng ta thấy am sign in. Để thực hiện đăng xuất thì có thể sử dụng sign out và kết quả thì hiển thị I am not signed in. Trong phần demo sẽ demo cách thức đăng ký tài khoản và tạo ra dự án trên console.developer.google.com và sử dụng cho dự án React để thực hiện xác thực. Mở trở lại dự án Slide File Reader trong Visual Studio Code và kích vào Components, tạo ra New Folder và đặt tên Auth. Kích vào New File, đặt tên login.component.cs và kích vào Pages, chọn New và đặt tên Auth. Sau đó kích vào chọn New File,
và đặt Losing Dot Bay Dot CS. Nội dung của trang Losing sẽ cung cấp form cho phép là người dùng có thể đăng nhập và nhập các thông tin để thực hiện đăng nhập. Và chúng ta sẽ sử dụng form Losing để cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản Google. Để có thể sử dụng chức năng đăng nhập ở trong ứng dụng React một cách hiệu quả thì chúng ta có thể sử dụng thành phần là React Google Losing và kích vào React Google Losing. Thì đây là thành phần có cái số lượt tải hàng tuần thì khá là cao. Và chúng ta có thể sử dụng thành phần bằng cách là gọi thực hiện npm install React Google Losing. Copy nội dung. Trở lại Visual Studio Code, kích vào Terminal, chọn New Terminal. Và dán nội dung đã copy vào. Nhấn Enter để thực hiện cài đặt. Thư viện đã được cài đặt thành công và bước tiếp theo sẽ tiến hành là truy cập tới trang quản trị của Google và thiết lập một số các cái thông số để giúp cho ứng dụng React có thể là truy cập được và có thể đăng nhập được với các cái tài khoản của Google. Truy cập vào trang quản trị các cái tài khoản và các cái thư viện của Google thì truy cập đó là console.cloud.google.com và ở trong này sẽ hiển thị danh sách các process và kích vào select a process thì chúng ta chưa có process và kích vào new process để tạo ra process mới và đặt tên process là ProIT for on và shop. Kích vào Create để tạo Project. Và Project được tạo thành công thì hiển thị ra các cái trang hiển thị ra trang quản trị và các cái thông số đo lường của Project thì chúng ta kích vào Select Project để lựa chọn Project và Got It. Kích vào chức năng OAuth Consent String. Kích lựa chọn External và nhấn Create. Xác định tên của ứng dụng. Ở đây thì có thể là copy tên ứng dụng và đưa vào đây. Ở đây thì chúng ta có thể xác định đó là tên ứng dụng thì slide file readers và xác định địa chỉ email hỗ trợ ProIT phone và các logo và các thông tin khác thì tùy theo máy của các bạn thì có thể là nhập các thông tin tương ứng với cái thông tin của các bạn ở trong các cái phần này và nhấn vào nút Save and Continue. Ở đây thì chúng ta có cái các cái lỗi xảy ra. Ở đây là Developer Contact Information thì chúng ta có thể nhập vào ProIT for on và gmail.com. Sau đó, kích vào Save and Continue.
để lưu và tiếp tục. Ở trong phần scope thì chúng ta có thể add or remove scope. Kích vào add or remove scope và chúng ta sử dụng đó là email và sử dụng user info profile. Đây là add vào và kích vào update để cập nhật và thêm các scope vào. Nhấn vào nút Save and Continue. Có thể thêm các user tag và các thông tin khác. Thì phần này chúng ta bỏ trống. Nhấn vào Save and Continue. Và kích vào Back to Dashboard. Và chúng ta đã hoàn tất cái quá trình là tạo ra OAuth Consent String. Kích vào Credentials. Kích vào Create Credential và kích chọn OAuth Client ID. Lựa chọn kiểu ứng dụng thì kích vào lựa chọn Web Application. Sau đó xác định tên của client. Đây là Read Slide File Readers. Và chúng ta có thể kích vào HURI, gõ vào thì ở đây sẽ gõ vào HTTP localhost và 3000. Ở trong này thì các bạn lưu ý là nhập các thông tin, lựa chọn kiểu ứng dụng, đó là web application, tên của ứng dụng client và URI cho phép là xác thực và kiểm tra các cái quyền truy cập. Nhấn vào Create để tạo OAuth Client ID. Và đây là các cái thông số rất là quan trọng để giúp cho chúng ta có thể truy cập các cái dịch vụ của Google. Và các bạn lưu ý là đây là mã bảo mật trong phần demo, là không tra đi các mã bảo mật này, và cũng giúp là các bạn thấy được cái tầm quan trọng cũng như là cái cách thao tác như thế nào. Nhấn OK để kết thúc. Tiếp theo, kích vào Create Credential, kích vào API Key và ở đây thì kích vào Restrict Key. Sẽ xem xét là giới hạn cho ứng dụng thì chúng ta có thể xem xét là giới hạn là sử dụng HTTP, tức là các ứng dụng, hoặc là chúng ta sẽ không giới hạn và lựa chọn đó là không giới hạn đối với khóa này. Nhấn vào Save để lưu thông tin. Và chúng ta đã tạo ra đó là Client ID và API Key. Thì hai cái thông tin rất quan trọng để giúp cho chúng ta có thể sử dụng các cái chức năng và các cái dịch vụ được cung cấp bởi Google ở trong dự án React. Tiếp theo sẽ kích vào trong Libraries và tìm kiếm là People. Enter. Và kích vào Google People API. Kích vào Enable để cho phép là truy nhập tới các thông tin về profile và contact được quản lý bởi Google. Và chúng ta đã Enable API thành công. Mở nội dung của file logsync.component.js, gõ RCE và nhấn Enter để tạo ra thành phần, bỏ chữ Component. Và trong này sẽ nhập các thông tin, đây là Class Name và UI Segment Container. Và trong phần này sẽ
định nghĩa form đăng nhập. Tuy nhiên, trong phần demo thì chỉ sử dụng là chức năng đăng nhập từ Google, và ở đây thì sử dụng là Google Login và nhấn Enter. Sau đó có thể sử dụng chức năng là import tự động là Google Login. Và phần này thì chỉnh sửa Google Login. Tiếp đến sẽ xác định các thuộc tính cho Google Login. Thuộc tính đầu tiên đó là Client ID, thì sẽ copy mã của client và đưa vào đây. Tiếp theo là button test, login with Google on success thì sẽ là respond Google, thì gọi tới cái phương thức response Google on failure, this response Google. Và cookie policy thì sử dụng là single hot origin. Trở lại giao diện quản trị các dịch vụ của Google và quay trở lại dự án. Sau đó thì có thể quay trở về trang quản trị, thì chúng ta kích vào trong Navigation menu và có thể kích vào Recent. Ở đây thì sử dụng API Services và kích vào Credentials. Sau đó sẽ kích vào Copy OAuth Client. Trở về Visual Studio Code và dán vào mục Client ID. Lưu nội dung của Login Component.cs và mở Login.bay.cs, gõ ACE và nhấn Enter. Thì trong phần này sẽ đưa vào Page. Sau đó sử dụng Login và trong này thì đây sử dụng thành phần đó là Login. Và chúng ta có thể import thủ công. Ở đây là components auth login component và login. Lưu nội dung, mở file app.js. Trong nội dung của app.js sẽ định nghĩa route, thì chúng ta có thể là copy, sau đó đưa vào login page, nhấn enter, và path là login. Thì nội dung của phần app.js thì bổ sung phần khai báo route để hiển thị thành phần ở trong router, ở thành phần là browser router, và chúng ta có thể tạo thêm một link để cho phép là hiển thị thành phần khi kích vào cái menu ở trên header. Chạy chương trình và kiểm tra cái kết quả ở trên trình duyệt, thì trên trình duyệt sẽ hiển thị ra welcome, kích vào login thì sẽ hiển thị nút login with Google, và kích vào thì sẽ hiển thị ra cái hộp thoại, thì chúng ta có thể lựa chọn các cái tài khoản hiện đang đăng nhập tại máy, hoặc là các cái tài khoản mà chúng ta có thể sử dụng Use Another Account để đăng nhập mới. Thì trong phần này kích vào đăng nhập với NN và chúng ta sẽ chờ đợi thông tin.
Trong này thì có thể kích vào Components và theo dõi thông tin. Tuy nhiên là cái kết quả hiển thị như thế nào thì do là chúng ta chưa định nghĩa tiếp các cái phương thức xử lý để khi là đăng nhập thành công thì sẽ trả về thông tin và chúng ta cần hiển thị thông tin. Và có nghĩa là ở đây chúng ta đã tích hợp được một phần chức năng đăng nhập với tài khoản Google. Mới trở lại nội dung login.component và bổ sung thêm phương thức, đó là respond Google. Và phương thức sẽ tiếp nhận các cái kết quả sau khi đăng nhập. Trong này thì sẽ bằng và response, tức là cái kết quả trả về. Sử dụng log và sẽ hiển thị thông tin của response. Phương thức respond Google sẽ được sử dụng nếu đăng nhập thành công thì có thể gọi respond Google, và nếu đăng nhập thất bại cũng gọi respond Google và cho phép là hiển thị các thông tin cần thiết của response Google. Ở đây thì chúng ta sẽ chỉnh lại cái phần gọi ở trong on failure, đó là respond Google. Lưu nội dung và kiểm tra cái kết quả thực hiện ở trên trình duyệt. Kết quả thực hiện trên trình duyệt: kích vào login và kích vào login with Google, kích vào đăng nhập với email. Và khi nếu đăng nhập thành công thì chúng ta sẽ có được các cái thông tin đăng nhập như thế này. Thì trong phần là profile offset thì bao gồm các cái thông tin rất là quan trọng để giúp cho chúng ta có thể sử dụng, đó là email, là family name, là given name, Google ID, image URL và name. Và một cái thông tin cũng vô cùng quan trọng để giúp cho chúng ta có thể xác thực, đó là token ID. Ứng dụng React thì có thể gửi token ID tới cho server ở phần backend, và server có thể sử dụng dịch vụ của Google để kiểm chứng là token ID này có hợp lệ hay không. Và nếu hợp lệ thì chấp nhận các cái yêu cầu sử dụng dịch vụ ở phía backend của ứng dụng frontend là React. Và để minh họa cái cách thức xác thực như thế nào thì chúng ta có thể là kích vào và chọn copy properties, hay là đây chúng ta có thể là kích vào là chọn copy string và di chuyển về cái trang hiển thị thông tin của React Google Login và di chuyển xuống bên dưới. Thì trong này có địa chỉ, đó là như thế này. Thì chúng ta lựa chọn và kích vào là go to. Và trong này sẽ dán thông tin đã copy, đó là token ID, và nhấn enter thì sẽ nhận được các thông tin của token ID để cho biết là người gửi token ID đó với các thông tin xác thực như thế nào. Thì trong này chúng ta sẽ thấy là email đã được xác thực và địa chỉ email và một số các cái thông tin khác, tên đó là anh Nguyễn Ngọc và các thông tin. Ở đây thì chúng ta quan trọng đó là sử dụng email và email verify thì giá trị true or false để xác thực là token ID này có hợp lệ hay không. Và nếu hợp lệ thì chúng ta có thể chấp nhận các yêu cầu sử dụng tài nguyên của client. Tiếp tục chỉnh sửa nội dung của login component, bổ sung thêm nút để cho phép là log out. Ở đây thì sẽ sử dụng đó là Google log out, và trong này Google log out, Google log out. Sau đó sẽ thiết lập các cái thông tin
Và chúng ta có thể copy các cái nội dung client ID và button test. Sau đó thực hiện chỉnh sửa và ở đây là log out. Nếu log out thành công thì định nghĩa on log out success và git dot log out gọi thực hiện phương thức log out. Bổ sung thêm các cái đối tượng stay và trong stay thì sẽ y sign in là bằng false, tức là ngầm định là chưa đăng nhập, và định nghĩa log out thì sẽ set stay và y sign in là bằng false. Nếu đăng nhập thành công thì chúng ta có thể là set stay là bằng true, và ở đây thì sẽ kiểm tra là this response dot profile offset, và nếu tồn tại đối tượng profile offset thì có nghĩa là đăng nhập thành công, và sẽ thiết lập trạng thái đó là e-sign in là bằng true, và else tức là đăng nhập không thành công thì sẽ thiết lập trạng thái e-sign in là bằng false. Trong phần hiển thị thì chúng ta có thể là hiển thị có điều kiện với các nút lựa chọn phần Google Login và thêm vào dấu mở ngoặc nhọn tiếp tục là có thể kiểm tra this stay dot e-sign-in và not có nghĩa là chưa đăng nhập thì sẽ hiển thị Google Login dấu vàng, và chúng ta có thể mở ngoặc và ở đây thì đóng ngoặc, và tương tự như vậy thì có thể xử lý phần hiển thị có điều kiện đối với Google Logout button. z.state.e-sign-in và nếu đã đăng nhập thì mới hiển thị Logout. Lưu nội dung của file và kiểm tra cái kết quả thực hiện ở trên trình duyệt. Kết quả ở trên trình duyệt chúng ta nhận được một thông báo lỗi, đó là response e-note undefined ở tại dòng thứ 11 và thành phần login.component.cs, thì chúng ta có thể khắc phục và di chuyển vào dòng thứ 11 và kiểm tra cái response. Ở đây là response chúng ta đã viết sai. Mở trở lại nội dung của login.component và trong phần response thì chúng ta có response là viết sai, là thiếu chữ s ở trong này. Lưu nội dung của file và kiểm tra cái kết quả ở trên trình duyệt. Kết quả thực hiện ở trên trình duyệt sẽ hiển thị ra nút Login with Google và kích vào, sau đó kích lựa chọn tài khoản đã đăng nhập thì chúng ta sẽ thấy hiển thị nút log out. Kích vào log out thì hiển thị lại nút login with Google. Kích vào và kích vào login thì hiển thị nút log out. Và các cái thông tin trả về thì chúng ta có mấy cái thông tin trả về rất là quan trọng. Và phần này thì các bạn lưu ý là token offset cũng như là profile offset. Thì đây là một số các thông tin chúng ta có thể truy cập để xem xét và xác thực cho phần backend, cũng như lưu token ID để phục vụ các cái lần xác thực sau này. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn.